mà sao các bà khóc ghê thế? Ông mày đi xa, bà ở nhà một mình không quen nữa. Ôi giời ơi bà ơi, ông lên tỉnh có mấy hôm rồi ông về, ông đi xa mà bà khóc cứ như là ông khuất núi rồi, ghê chết đi được. Thằng mất dạy này. Thôi thôi thôi, ông vả cho mày một cái bây giờ chứ. Tôi lên tỉnh có việc vài ngày tôi về nhá. Vài ngày thôi, làm gì mà khóc ghê thế. Nhưng mà tôi nhớ mình, tôi không chịu được. Thôi được rồi, tôi đi vài ngày tôi về. Này, dạ. Hai đứa ở nhà nhớ trông nom bà cẩn thận. Dạ. Về mà có chuyện gì chúng mày chết với ông đấy nha. Dạ, vâng ạ. Thôi, em ở nhà đã có con sen rồi. Ừ. Thằng Nô, dạ. Mày là phải đi với ông để xem ông ăn uống thế nào còn chăm ông cho bà, nghe chưa? Dạ, vâng. Cho nó đi theo mình. Không cần, không cần. Mày ở nhà trông bà. Ở nhà cần phải có người đàn ông. Dạ. Tôi đi việc quan trọng, lên tỉnh có vài ngày thôi mà. Nhớ đi nhá, nhớ lời ông dặn đấy nhá. Dạ. Con sen đâu? Con sen đâu? Sen ơi! Sen! Làm cái gì mà lâu thế? Sen! Dạ! Làm gì mà lâu thế? Trời ơi! Dạ, ông ơi, con sen đây. Mày làm cái gì mà lâu thế? Mày làm cái gì mà lâu thế? Dạ. Ở nhà chăm nom bà cẩn thận, nhớ chưa? Cái gì thế? Dạ, con luộc thêm mấy quả trứng để cho ông đi đường, lỡ ông đói ông ăn. Đưa đây! Làm việc rồi. Mình ơi, mình gặp mấy quả trứng đi đường cho nó đỡ đói nhá. Rồi. Đi nhanh rồi mình về với tôi đi nhá. Rồi. Mình đi dạ. Nhá. Okay à. Con chào ông ạ. Này, dạ. Mày khóc cái gì đấy? Con khóc, con thấy bà khóc thì con khóc theo đấy. Vớ vả vẩn nào. Liệu cái thần hồn đi nhá. Hai đứa mày nghe thấy ông dặn cái gì chưa? Ông đi vắng nhá. Về nhưng mà bà có vấn đề gì hai đứa chúng mày chết với ông nhá. Nghe bà dặn đây này. Dạ. Tối bà có khách quý, khi nào mà bà gọi thì mới được lên, chứ còn không thì cút xéo cho bà nhờ, biết chưa? Dạ, biết rồi. Ơ, cái thằng này bú láo nào. Đừng vào đây. Ủa, ngủ xuống đây. Làm cái gì mà cứ như được. Này, thế sao hôm nay lại dặn thế? Lúc nào mà chả dặn. Làm sao? Dặn một nứt rồi phải không? Lại thẳng. Nứt toát cả da rồi đây này. Cha đâu rồi? Đi rồi, lên huyện rồi. Tôi dự phải dăm hôm nữa mới về cơ. Thôi tranh thủ. Không, từ từ. Nói chuyện cái đã đi theo. Mà này, hôm nay ở lại đây đi. Ở với tôi một đêm, rồi tha hồ mà tâm sự nhá. Không được đâu. Tôi bác sẵn nồi cháo gà rồi. Rồi có gì đêm mình bồi dưỡng nhá. Cháo thì có thể ăn vội ăn vàng xong rồi tôi phải về chứ. Để đi tuần đến canh ba này phải về chứ. Đi qua đêm làm sao được. Làm sao mà không qua được. Vậy thế thì có phải nát nhà. Thế thì về luôn đi. Đi về đi. Ở lại làm gì. Này, mày không nhớ câu mọi khi vẫn nói sau trận mưa rào là cái nhà nào về nhà ấy cho nó lành. Thế à? Thế thì thôi, tạnh rồi đấy. Ông đi về đi. Đang mưa đâu mà tạnh. Tôi bảo tạnh là tạnh. Bây đi giờ về thì, đi. Bây giờ mày mới kéo đến ồn ồn cái kìa. Tôi bảo tạnh là tạnh. Tạnh rồi, đi về, không nói nhiều, về đi. Thế tạnh rồi à? Mất cả hứng. Này, cẩn thận nhá. Đường trơn trượt, rồi ngã ra đấy thì khổ. Đã mưa đâu mà trơn trượt. Tưởng thế nào? Hóa ra, sợ con mụ ở nhà còn hơn cả sợ cọp. Đây chỉ biết tổng ra. Cũng giống giống cái thằng ấy. Thằng nào? Cái thằng đi huyện ấy. Thế tôi chả rủ đằng ấy ở lại với tôi còn gì nữa mà. Lòng vả nó chả như lòng súc. Khẩn trương. Gần canh hai rồi. Đây nói cho mà biết nha.
Vừa nãy là bảo là mưa rào đúng không? Mưa là phải cho ra mưa đấy nhé. Là phải rào, phải ào ạt nhá. Nhá là phải sấm chớp đùng đùng nhá. Chứ đây không chơi với mưa ngâu đâu nhá. Lất phà lất phất đâu nhá. Rồi. Ôi. Chết rồi. Gọi á. Từ từ. Thế giờ bây giờ làm sao? Khổ quá. Nhưng bây giờ gọi bà thì cũng bị ăn đòn, mà không ra chỉnh ông, không mở cửa cho ông thì cũng bị ăn đòn. Thế bây giờ theo mày phải làm thế nào? Cái gì? Theo mày phải làm thế nào? Này nhá, mày đừng có láo nhá. Tao cho mày một phát rơi răng ra đấy nhá. Mày à? Em quên mất. Em quá quá em quên mất. Bây giờ em cũng chưa bao giờ rơi vào cái cảnh này cả. Bây giờ theo anh phải làm thế nào anh nó? Khổ quá. Tao sống đến từng ngày tuổi rồi, tao cũng chưa bao giờ gặp vào cái hoàn cảnh nó lại éo le như thế này. Ui giời ơi, thì còn đứng đây gì phân tích nữa. Khổ quá thế, nhưng mà bây giờ gọi cửa thì cũng bị ăn đòn, mà không ra báo thì cũng bị ăn đòn. Thế bây giờ mày nghĩ hộ tao xem có cái cách nào mà nó không bị ăn đòn không? Em có cách này. Cái gì mày nói đi. Hay là bây giờ anh đi vào anh gọi cửa anh bẩm bà. Còn em đi ra ngoài cổng, em mở cổng cho ông. Như thế là cả hai đứa mình đều không bị ăn đòn. Cả hai đứa không bị ăn đòn. Thì bây giờ thì gọi cả hai người thì không ai bị ăn đòn. Ôi trời, mày ngu thế. Tao gọi bà tao bị ăn đòn, mày ra mày mở cửa cho ông mày cũng bị ăn đòn. Mày hiểu chưa? Thế này, cả tao và mày cùng đứng đây gọi bà, sau đó rồi ra trình ông. Các cụ bảo là lệnh ông không bằng còng bà. Mày hiểu chưa? Mình gọi bà trước, mình trình ông sau. Hả? Hiểu chưa? Thế cũng được. Thế nhưng mà tí nữa ông đánh cho thì anh chịu đấy nhá. Thôi được rồi, cứ được việc đã. Cái gì? Ai đấy? Dạ con bà ơi. Con nào? Thằng Nô à? Dạ vâng. Bảo dặn mày thế nào? Dạ con nhớ lời bà dặn rồi. Thế nhưng mà không chỉ mình con đâu, còn có cả con sen nữa, mày nói đi. Bà ơi, gấp lắm rồi. Con đây, con sen đây bà ơi. Bà mở cửa ra. Gấp cái gì? Để lúc khác giải quyết. Bà ơi, thế con ra ngoài cổng, con bảo ông đợi đến mai nhá. Cái gì? Mày bảo cái gì? Ông về rồi bà ơi. Tôi chết rồi. Ông về bây giờ làm thế nào? Nhà có cửa sau không? Không, khổ quá. Nhà tôi chỉ có một cửa thôi. Mở cửa tôi chạy nhanh. Bây giờ ra đấy để mà gặp ông ấy hả? Làm thế nào? Mày rồi, vẫn đang ở ngoài cổng. Bây giờ tôi thử ra ngoài đấy xem thế nào nhá. Cần thiết để tôi chui rào. Bà ơi, ông về thật đấy à? Dạ vâng, ông đi tỉnh, ông đang đứng chờ con ra mở cửa đấy ạ. Bây giờ làm thế nào bà? Này bà dặn nhá. Dạ. Thằng Nô, mày ra ngay ngoài cổng. Dạ vâng. Mày đánh lạc hướng ông, giữ cho đông càng sớm càng tốt. Đi nhanh lên. Ai nhầm, càng lâu càng tốt đấy. Bảo cuống quá, nhanh lên. Ôi khổ quá bà ơi, nhưng mà bà bảo con là đánh lạc hướng ông. Ừ, cái giờ đêm hôm muộn như thế này, bà bảo đánh lạc hướng là đánh như thế nào? Bây giờ chuyện của mày nhá, mày nói ít thôi, đi ra nhanh lên. Nhanh. Nhưng mà khổ quá, bây giờ chỉ còn cái nước là ông đánh con thôi bà. Tặc địch nước. Thế bây giờ làm thế nào? Như thế người ta gọi là hạ sách thượng sách thế này. Chưa thế nào cả. Đúng rồi, bà nghĩ ra rồi. Thằng Nô nhá. Dạ. Bây giờ mày chạy ra ngoài cổng nhá. Dạ vâng. Mày mở cửa mày đón ông vào nhá. Dạ vâng. Thế là ông đi vào đây, ông ấy nhìn thấy mày đấy, thế là bà mới vu lên, bà bảo là mày tặng tựu với cả ông Tuần đây. Mày nhớ chưa? Mày phải nhận cho bà, mày nhớ chưa? Không được đâu bà ơi. Không phải lo cả. Bà cho tiền mày, mày yên tâm. Bà chỉ giả vờ mắng mày mấy câu thôi. Thế xong rồi là mày cứ đi vài hôm rồi mày chạy về, được chưa? Không, con không làm thế đâu bà ơi. Làm sao nào cũng làm được. Con không nhận được đâu. Con này nhá. Tao nuôi mày bao nhiêu năm nhá, tao cho mày ăn, tao cho mày mặc, bây giờ mày trả ơn tao như thế à? Hả? Bà nuôi con biết ơn bà. Nhưng mà việc nào ra việc đấy, riêng việc này con nhất định không nhận được đâu. Tại sao không nhận? Bà ơi, nó không dám nhận đâu. Làm sao? Nó mà nhận tặng tiệu với cả ông Tuần ấy thì ông nổi cơn ghen oánh chết ạ. Hả? Đau quá, trời ơi, con đau quá. Ôi trời ơi. Ngủ trường mắt rồi còn kêu cái gì? Đau thế nào?
Con không biết nữa. Ngồi theo hỏi xem nào. Ui rồi, sao lại má sưng to thế này? Đau quá thầy ơi. Con sen đâu rồi? Con dạ. Sen đâu? Dạ. Mang cái dạ lên đây. Dạ. Bẩm ông, ông cho gọi con ạ. Thế cậu làm sao thế này? Sưng hết cả má lên. À, mày trông nom cậu thế nào, mày tát cậu đấy à? Dạ không ạ. Ôi, con nào dám ạ. Dạ, cậu đáng yêu thế này, yêu còn chẳng hết nữa là sao con lại dám tát cậu ạ? Có đúng không hả cậu? Thế tại sao má nó bị sưng thế này? Ông hỏi con thì con biết hỏi ai ạ? Thế thì mày phải hỏi nó chứ. Con hỏi ai? Dạ, cậu đau ở đâu ạ? Đấy. Thôi chết rồi. Đâu con xem nào. Ui, sao má sưng to thế này ông nhỉ? Ui, hay là cậu bị con gì đốt ạ? Thế bị làm sao? Tối hôm qua vẫn bình thường, mà sáng nay thấy cứ sưng sưng đau đau kiểu gì. Thì ra là đến sáng hôm nay mới thấy sưng thấy đau hả cậu? Ôi dồi ôi. Ông ơi, theo con thì thế này ạ. Bây giờ á, đưa cậu đi sang thầy lang khám luôn đi chứ ở nhà đôi co thế này mất thời gian lắm ạ. Anh đôi co thế với mày à? Dạ, ý con là mình cứ đoán giả đoán non. Thế này thì cậu lại càng đau hơn. Ông đưa cậu đi khám luôn đi. Tự nhiên đường lạnh, tự nhiên lại sưng má đi thì. Thôi, đưa đi. Đi cậu, đi. Ở đâu đi? Ô, đi đâu đây? Bà, đi đâu đây? Bà ơi, cậu đang sưng vù hết cả mặt lên đây này. Úi dồi ôi, sao lại sưng như thế này? Sao không cho nó đi đi? Đang cho nó đi thì thế bà vừa mới quát là đi đâu đấy con chị đã? Cộng nó đến nhà thầy Lan đi. Cộng con đến, đi luôn đi. Lượt tương đây, cộng cái gì? Cộng con nó đến nhà có mỗi mụn con. Nó đang ốm đau như thế này. Cộng nó đến hẳn nhà thầy nhá. Không phải là cõng ra đầu kia rồi để bắt nó đi bộ đâu đấy. Lớn trường xác rồi, cõng nào. Lên cẩn thận ạ. Đỡ cậu lên. Dạ, dạ. Ôi. Cẩn thận, chân. Thật ra cái khổ này. Ông nhanh lên nhá. Ông ơi, ông đi cẩn thận nhá. Ôi, thế con này. Con này. Dạ. Ôi, thế tao là chủ hay mày là chủ? Thế hóa ra bà đã cái gì, đi vào chuẩn bị đồ cho cậu nhanh lên. Nhanh. À dạ. Ô. Hay nhỉ. Rồi. Khổ thế chứ nhỉ. Tự nhiên này. Thầy ơi. Gì? Con mỏi lắm rồi, thầy cõng con đi. Cái gì mà cõng? To thì như con tịnh này thì cõng cái gì? Nhưng con đau, đau lắm. Đau thì bận sau mà mới chữa chứ, nghịch cho lắm vào. Con có nghịch đâu, nó tự bị mà. Tự bị thì bây giờ phải đến thầy lang thì thầy mới chữa cho khỏi chứ. Kêu nhiều. Thôi đi. Này. Ôi trời ơi. Trời ơi. Người ta bảo là cứu người như cứu hỏa. Thế mà đi từ bao giờ đến giờ rồi bây giờ hai thầy trò mới ở đây? Đi mới đứng cái gì? Vừa ra khỏi cửa là nó hỏi cứ như vẹt ấy. Đấy, mặt nó sưng như thế kia, mồm nó như vậy mà nó có loảng, nó ngưng mồm đâu. Thôi, đi nhanh lên, đi. Thôi, tiện đây có mẹ đi rồi. Thôi, mẹ dắt con đi cho nhanh. Cõng con nó đi chứ. Đấy, thầy cõng con luôn đi. Đỡ để u nói. Hết mẹ thì đến còn hành xác rồi. Lớn thế thì đùng như còn cõng. Ôi nhảy lên chứ. Mỗi bụng con nó đang ốm đau. Ôi. Có thằng con cũng không cõng lên thân. Đây. Ôi giời khổ thật rồi, không gì được. Tuất.
Dạ. Thầy, thầy, thầy gọi con ạ. Tao gọi con mực chứ tao gọi gì mày. Thầy gọi con mực thì thầy phải gọi là mực. Thầy lại cứ tuốt tuốt làm con cứ tưởng. Ồ, thế con mực ấy nó là con gì? Con chó ạ. Thế con chó thì nó gọi là gì? Là tuốt ạ. Thế tuốt thì có phải là chó không? Vì tao gọi tuốt thì tao gọi nó chứ. Thì, nhưng mà con cũng tên tuốt thì thầy... Thế thôi con đi vào con sắc thuốc đây ạ. À, khoan khoan khoan. Dạ. Mày lại đây thầy bảo này. Vâng. Thầy gọi con tuốt mà mày lại chạy ra. Có nghĩa là nó có tí tâm linh liên quan đấy nhá. Thảo gì? Nào mày ấy, mày đen như con tuốt ấy. Mày đen như con mực ấy. Sao lại đen? Con nhìn thế này làm gì đến nỗi đen mà thầy lại bảo con đen. Tao nói là tao nói cái vía của mày. Vía của con ạ? Cái vía của mày nó nặng và nó đen như cái con mực ấy. Như nào là như thế nào? Mày thử xem, từ hồi mày về đây mày học thầy đến bây giờ, mày thấy có khách nào đến không? Hả? Thầy ngồi từ tờ mờ sáng đến tận đêm khuya mà cũng chả có ma nào đến khám cả là thế nào? À, cái việc không có khách đấy là không phải do con đâu, mà cái đấy là do thầy đấy. Ô hay cái thằng này, tại sao lại do tao? Hả? Thì do tay nghề của thầy không cao nên người ta không muốn đến chữa. Tông môn nhà mày, mày có nhìn thấy cái cơ ngơi nhà thầy không? Hả? Trước khi mày đến đây ấy, nhờ có tay nghề cao mà thầy mới có cái cơ ngơi nó thế này. Hả? Mình cái này là do thầy ấy. Thầy có vẩu đâu mà thầy lại đặt là thầy lang vẩu. Nó là ảnh hưởng tâm linh, là ảnh hưởng chỗ đấy đấy thầy ạ. Mày không biết thì cứ hay nói hả? Hóng hớt, hóng hớt. Vẩu đây có phải là tên tao đâu. Sao lại đặt tao là gió mà. Nhưng cái chữ vẩu này là nó là gia truyền bảy đời nhà tao. Thế tại sao nhỉ? À, con nhớ rồi. Có thể là do cái việc truyền miệng ấy. Mình làm nó chưa tốt. Thầy ạ. Này, lại, lại, lại. Cái truyền miệng chưa tốt. Thế hôm qua ai vừa đưa tiền cho mày hả? Bảo mày đi tìm vợ chồng cái thằng mõ đấy, rồi giao hết làng trên xóm dưới, nói cái tài năng của thầy hả? Thì con làm đúng theo ý thầy rồi. Tiền mày nhận rồi, tại sao nó chưa đi giao? Nó có giao rồi thầy ạ. Giao rồi tại sao lại chưa có khách hả? Thế thì làm sao con biết được ạ? Úi giời ơi, thầy bảo này. Dạ. Có khi thôi mày về. Sao lại về ạ? Con sang đây để học cái nghề của thầy. Mà tiền thì con đã đóng cho thầy rồi. Đã học được cái gì đâu mà thầy tự nhiên lại đuổi con về ạ? Học thì chỉ cần học ít thôi. Cái điều quan trọng ấy là phải hành. Phải thực hành. Mày ấy là cứ về cái nghề này này, cái nghề thầy lang này, là cứ về chữa nhiều đi, chết nhiều đi rồi sẽ có nhiều kinh nghiệm. Ôi, thầy ơi, có khách thầy ạ. Đấy. Có khách à? Vâng. Ừ. Con đã bảo rồi. Ừ. Không phải là do vía của con. Thôi, để con ra con mời vào thầy ạ. Mày ra, ấy ấy, khoan, từ từ. Dạ. Mày ra nhưng không mời vào, đuổi về. Sao lại đuổi về ạ? Tao bảo đuổi về là đuổi về, bây giờ là hết giờ làm việc rồi. Nhưng mà hôm nay thầy đã làm cái gì đâu ạ? Chưa làm cái gì cũng đuổi về nhá. Thầy cũng phải nghỉ ngơi chứ. Ra đi. Ừ. Vâng, thế thì để con ra con đuổi về ạ. Ừ. Đây. Ừ. Nói thế thôi, nhưng nếu nó về thì phải kéo nó vào đây ngay, hiểu chưa? À, con hiểu rồi. Ừ. Ý là mình phải làm tăng cái uy tín của mình đúng lên rồi. Làm ra vẻ là đông khách. À, dạ vâng. Để ạ. Cho nó mới vào nhá. Ừ. Con hiểu rồi. Ừ. Thế để ra con ra con mời vào ạ. Ừ, dạ. Ừ. Khẩn trương lên. Dạ, mời ông bà vào đây ạ. Ôi giời. Gớm. Thầy ơi. Sao nhà đến nhà ông thầy xa à? Quá. Ôi giời ơi. Thầy chào à. Ông bà Phú Thượng. Ui giời, lâu lắm rồi. Mày ngủ đấy à? Cặng con nó có một tí mà. Ờ, này. À, dạ. Tốt này, mày đứng đây để làm cái gì? Dạ. Mày xuống bếp sắc thuốc đi, bao nhiêu người đợi. Làm gì có ai đợi à? Ôi giời ơi. À, vâng ạ. Thầy ơi, lần sau thầy nhận ít đơn thôi. Bao nhiêu đơn thế, một mình con làm sao mà kham nổi ạ?
quá, nhưng mà ai cũng muốn thầy chữa mà thầy thì không nỡ bỏ ai cả. À, dạ vâng ạ. Thế thì con chào ông bà, con chào thầy, con chú con sắm thuốc ạ. Mày dạ. Đi đi, đứng đây ám thầy mãi thôi. Ờ thế lâu lắm rồi mới thấy ông Phú ốm nhỉ? Ốm đâu gì đâu. Thế không ốm thì sang đây làm cái gì? À, hay là bà ốm hả? Lâu lắm mới thấy bà sang đây chữa bệnh đi nhá. Thầy lại của quan. Hả? Tôi cũng có ốm đâu. Ồ thế à? Thế thì ai ốm? Con ốm ạ. Ờ, thế là con ốm à? Không biết. Để thầy xem nào. Con ngồi dịch sang đây. Thế thấy trong người thế nào? Không biết ạ. Tiên sư, mày giống ngay cái thằng thầy. Thầy nói cái gì đấy ạ? ý tôi bảo là nó giống hệt thầy nó. Tức là thầy, tức là bố ấy. Tức là giống ông ấy. Đây, con nhà Tông không giống lông thì nó cũng giống cánh. Đúng không? Thế thầy hỏi lại nhá. Thế con thấy đau ở đâu? Không biết ạ. Thiên sư cái mồm không biết không biết. Đây rồi. Nó đau ở đây. Thôi chết rồi. Nó đau ở mồm đây này. Mà cái bệnh này nhé, không cẩn thận nhé, tuyệt tự tuyệt tông. Nhà ông là sẽ tuyệt tự tuyệt tông. Thầy, tôi cháu nó có bệnh thì vợ chồng tôi mang đến nhờ thầy chữa. Sao thầy lại của quan tuyệt tự tuyệt tôn gia đình chúng tôi thế hả thầy? Cái bà này, tôi là thầy thuốc, làm sao tôi dám nói bừa nói ẩu được. Nó bị quay bị, mà quay bị thì nó sẽ liên quan đến chạy hậu. Mà chạy hậu tức là không có hậu, không có hậu tức là tuyệt tự chứ còn gì nữa. Ôi thầy ơi, thầy chăm sự nhờ thầy cứu cháu đó ạ. Ôi trời ơi, cái bệnh này là khó chữa lắm bởi vì nó mất sức, nó mất công, rồi nó lại mất mất nhiều tiền. Vâng, thế tóm lại là thầy cứ xem nó hết bao nhiêu tiền. Không phải là cái chuyện tiền, mà cái bệnh này là cái bệnh nó lây, nó sẽ liên quan đến những người nào mà nó tiếp xúc trực tiếp. Bởi vì cái bệnh này nó sẽ lây qua đường nước bọt, rồi là qua đường thở, mũi này, thở này. À, thế thầy hỏi nhá, ở nhà ấy thì có ai là hay ôm hôn con không? Âu yếm con không? Nhà không biết ạ. Ok, sao lại không biết con? Thầy hỏi lại này, thế có ai hay ôm ấp con, rồi là thơm vào má con không? Thơm vào trán con không? À, có chị Sen ạ. Chị Sen à? Ôi thôi xong rồi. Thế thì chị Sen cũng sẽ bị lây của nó rồi nhá. Ông phải đưa cả cái con Sen sang đây. Tôi chữa luôn cho cả hai đứa. Cái bệnh này là phải chữa tận gốc. Không thì ví dụ như con Sen và thằng này nó lây cho một người nào nữa thì có mà toàn hết nhá. Ôi dồi, thế này thì xin thầy chữa cho cả tôi nữa. Ô hay, sao lại chữa cho cả ông? À, thế hóa ra là ông cũng hay ôm hôn cái thằng này à? Không, chả là tôi thấy cái con Sen nó yêu quý con tôi quá, nó có ôm hôn thắm thiết thì tôi cũng bày tỏ cái tình cảm của tôi cũng ôm hôn thắm thiết con Sen ấy. Chắc tôi cũng bị lây rồi. Bây giờ hóa ra là cháy nhà ra mật ruột ông chết tôi nhá. Nhưng mà từ bà cũng bị lây rồi. Tôi làm gì mà lây tôi? Tôi qua tôi chẳng ôm bà cho có gì nữa. Ôi rồi. Chết hết rồi. Không cho con về à? Thôi, ở lại đây với thầy, rồi hai thầy trò mình cùng chữa. Thế thầy cũng bị à? Con về và con hỏi U con. Này, thằng Đụt. Cô, chào ông. Mặt trời đứng bóng rồi, mày mới vác cuốc ra đồng là thế nào? Vợ con ốm, con ở nhà nấu cháo cho vợ ăn xong con mới đi làm ạ. Vợ mày ốm à?
Vợ mày ôm lên cái việc của vợ mày chứ. Có cái việc của mày đi làm là mà cái việc của mày vẫn phải đi làm, hiểu chưa? Vâng. Này. Thôi bây giờ đi làm muộn rồi. Nhớ về cũng lại muộn đi nhá. Về muộn rồi. Quá trưa mới được về. Hiểu chưa? Chịu khó làm nó thật kỹ cho ông. Nhá, rồi có gì ông thưởng. Con đội ơn ông. Ừ. Con đi. Ừ. Nhớ là làm cho thật chăm chỉ nhá. Vâng. Vợ mày ốm mà không? Vợ mày ốm thì đã có ông, không phải lo nhá. Đã đụt lại còn tổ số lại được hưởng. Ôi ông ơi, ông ơi, sao mày đá thế thì vỡ mồm ông rồi còn gì nữa? Sao lại ở đây ạ? Ông làm gì đấy ạ? Ông là phu ông. Thì tôi biết ông là phu ông rồi. Ừ. Nhưng mà ông bỏ đi ạ. Sao lại bỏ phu ông đi? Phu ông cao quý như thế mà ở cả cái làng cả cái tộc này, gia đình nhà nào chẳng mong muốn là chồng mình làm phu ông để có tiền nhiều. Ông đi đâu từ đầu làng đến cuối làng, ai nhìn thấy ông đều phải cúi đầu chào trọng ông như thế, bảo ông bỏ đấy, có bảo bỏ vào mồm ấy. Con biết là ông làm phụ ông ạ, nhưng mà ý con nói bỏ tức là ông bỏ đừng có chạm vào chân con ạ. Ừ thì thôi, ông không chạm vào chân nữa mà bây giờ ông chạm vào tay. Ông ơi, ông đừng chạm vào chân, cũng đừng chạm vào tay con ạ. Không chạm vào chân, cũng không chạm vào tay. Hiểu rồi. Ôi, ông ơi. Ban ngày ban mặt như thế này, chồng con mà về thì chết à? Đang tự nhiên để nhắc đến cái thằng lụt đi, tụt hết cả cảm xúc. Nó đang cuốc đất ở hùng hục như châu húc mã ngoài đồng ấy kìa. Chắc phải 2 canh giờ nó mới về. Mà con tự nhiên con nhắc cái thằng đụt tổ này, nên ông lại thấy thương con lắm cơ. Sao ông thương con ạ? Thương chứ còn gì đâu. Mà này, con tuổi gì ấy nhỉ? Con tuổi rồng ạ. Rồng có nghĩa là thìn. Úi giời, thế thì thìn không đẹp rồi. Ồ, không đẹp ông? Ừ. Thế phải làm sao cho nó đẹp ạ? Cái tuổi của con ấy, gặp cái thằng đụt này chắc chắn là thìn nó không đẹp. Chỉ khi nào mà con ấy phải ở với cái tuổi của ông ấy. Thì nó mới đẹp. Tuổi của ông á, chỉ hợp với tuổi của bà thôi ông ạ. Cái gì? Tuổi của bà thì chỉ hợp với cái này của ông thôi. Ủa, cái này ạ? Ừ. Cái này á, con nghĩ là con cũng hợp đấy ạ. Gì vậy? Hợp ai mà chả hợp cái này. Nhưng mà con hợp nó còn có lý. Ông vừa mới đi thu thuế ở làng bên về, tiện thể. Ông muốn sang đây thưởng cho con 1 đồng. Thưởng? Ông chỉ nói mồm thôi. Cô ai chứ phải nói mồm. Có là có chứ này. Người mà ông đã quý rồi thì ông có tiếc cái gì nữa, hạ cái mồm ra. Cắn đấy, thế là ngậm tiền của ông rồi. Không? Chả bỏ. Không bỏ à? Không bỏ thì cho nó bỏ luôn. Ông thiếu gì tiền. Hà một tiếp. Đấy.
Con ơi, này, thôi, mồm đã ngậm tiền rồi ấy. Chiều ông một tí không được. Nhỡ tí là thằng đụt nó về đó nó mất vui ra nhá. Ông ơi, nhưng mà con sợ đụt, con sợ bà ông ạ. Đụt với bà lo cái gì, không phải nghe nhá. Mà có vấn đề gì đâu. Ông đã nói rồi, bà thì đi chơi tổ tôm, còn thằng đụt thì đang làm ngoài đồng. Lo cái gì đâu, tổ thì khổ quá, ngậm tiền của ông rồi thì phải chiêu ông tí chứ để... Ông ơi, giữa ban ngày ban mặt như thế này. Lạ nhỉ, ban ngày ban mặt thì làm sao? Mày cũng cầm tiền của ông giữa ban ngày ban mặt thì chứ có vấn đề gì đâu. Ông ơi, nhưng mà cầm tiền nó khác không ạ? Khác là khác thế nào? Nhưng ban ngày lo cái gì đâu, khổ quá đi. Mình ơi! Ôi trời ơi, tại sao nó về cái giờ này, có chỗ nào trốn không? Con có một chỗ trốn, hả? Nhưng mà ông có dám hay không thôi. Ôi trời ơi, lúc như thế này dầu sôi lửa bỏng thì chỗ nào mà chả dám. Thế trốn ở đâu? Ông trốn vào đây. Chui trong váy mày à? Mất dạy. Láo nữa. Đâu rồi mình ơi, đâu rồi, cái cuốc. Cái cuốc. Này. Mày định đánh ông nhỉ? Hả? Ông đang làm cái gì vợ mày đâu? Ồ, con đánh ông đâu? Con đang đi làm gãy cái cán cuốc. Con về con lấy cái cuốc mà. Ừ, thế à? Mà làm ăn đấy kiểu gì đấy? Ông đã nói với mày rồi. Phải chịu khó mà làm để ông còn kịp gieo mạ. Vừa làm xong được một lúc mày đã mò về là thế nào? Con lấy cuốc để con đào. Đâu? Ông sang đây làm gì? Mày ấy nhá. Ông sang làm gì? Vợ để ốm nằm ở nhà mà đi làm mà không quan tâm gì đến vợ cả. Đúng là vừa tổ vừa đụt. Thì con phải đi làm để con lấy tiền con mua thuốc cho vợ con. Lần sau vợ mày ốm ấy, mày sang nhà ông, bảo ông cho mượn nhá, để về thang thuốc cho vợ. Nhưng nó ở nhà nó làm sao, làm thế nào? Hả? À? Cố tình đi làm. Ơ khẩn trương ra đồng đi ông về đây. Đã là tên là đẹp, quan trọng nó vẫn là phải sức khỏe, hiểu chưa? Lo lắng sức khỏe cho mình chứ. Nhớ công việc ông đấy. Ông về đây. Vâng. Ông về. Mà này, sao đang đi làm đi lại về? Ngồi đây tôi bảo. Mình sao đấy? Mình ơi. Vàng. Vàng. Mình ngày chỉ nghĩ đến tan tính. Nhiều vàng. Nhiều vàng. Tôi đi làm, tôi cuốc đất, tôi cuốc đến cốc một cái. Đá hả mình? Mẻ cuốc nhưng không phải đá. Thế là gì? Tôi mới bới đất ra. Hoa mắt. Nhiều vàng lắm mình ạ. Nhiều vàng mình? Đất không? Trộn dưới đất. Thế nhưng mà tại sao nhiều vàng thế? Mình không bê về luôn. Điên à? Bê về để đi qua dân làng, người ta ban ngày ban mặt người ta lại xin của tôi à? Tôi không ngu đâu. Mình khôn, đi qua dân làng họ mà thấy á, có khi họ đem đi báo quan, quan tịch thu rồi vợ chồng mình đã đi tù như trời ý. Vợ chồng mình giàu rồi. Chồng sẽ mua thuốc để cho vợ uống để hết ốm. Có tiền vợ cũng sẽ mua thuốc để chồng uống, cho chồng hết bị đụt. Vợ hết ốm, chồng hết đụt. Con cảm ơn ông trời. Con lạy ông à? Rồi. Đúng là vợ chồng mình ở hiền gặp lành chứ. Còn đụt, còn tổ, còn ốm nhá. Sao đấy? Chờ, ông phát hiện ra. Phát hiện sao rồi? Tự nhiên nhà mình không có trâu, có con bò này nó cuốc mạnh thế. Mình ơi, sao mình khôn thế? Nhưng mà tôi cũng không có ngu đâu nhở? Vâng, chồng đụt của em khôn. Đáng đời cái lão rể giả đi.
Đi, vợ chồng mình về ăn cơm nhé. Ừ. Mày làm cái gì mà mồm mày giống như không có bỏ thế? Thì ông cứ ngồi xuống bình tĩnh đã. Đây, ông ơi, ông uống thuốc đi ạ. Lại uống thuốc? Vâng, bà phải dặn con từ sớm là con phải dậy sắc thuốc cho ông đấy. Mà ông không uống bà lại mắng con. Làm sao biết được? Ô, tối bà về bà kiểm tra là bà biết ngay. Lại kiểm tra? Đêm hôm qua ông đã phải đi cuốc mấy xào ruộng này, đau ỉm hết cả người thế này. Ồ, thế con hỏi ông nhá, nhà mình là phú hộ như thế, đang vui đang lành ông đi ra đầu ông cuốc làm cái gì? Bình thường ông toàn đi ăn cướp rồi. Mày giỏi mày nói to lên để cho cả làng cả tổng nó nghe đi. Ôi bố làm luôn ạ. Mày có muốn rơi hết cả răng vào cái bát thuốc này không? Hả? Con nghe theo lời ông, con thật thà, ông bảo gì con làm đấy. Ngữ mày mà thật thà. Nói dối thì cứ như là... Đưa thuốc đây. Dạ. Thuốc thì đắng ngắt rồi. Chả thấy công dụng. Ôi trời ơi. Khó nuốt lắm. Đắng ngắt chứ. Uống phải cái mật gà. Bị thuốc thì chả đắng. Đấy là tại uống yếu. Ai bảo ông yêu, đấy là chẳng qua là bà mày ấy nhá. Cái tuổi dần, đúng như con hổ cái, dùng như phá ấy, làm gì mà chả hỏng ông. Ừ. Mày bảo ông yếu, mày giỏi mày vào buông. À? Mày. Bà ông còn chả chịu được nữa là con. Thế, xin mời ông. Thôi. Mời mới chả mọc. Mày cứ đợi đấy. Rồi có ngày nhá. Bà mà không may ốm cả tháng liền thì lúc mày đừng có trách ông nhá. Thôi con chả dám, con trêu ông thế thôi. Thôi. Ôi, cẩn thận ông. Tí nữa về bà có hỏi. Dạ. Bảo ông sang nhà thầy Lý để bàn cái việc mà sắp tới làm cái ngày hội làng, hiểu chưa? Dạ, ông bảo gì cơ ạ? Ông nói gì con chả nhớ. Ôi, thế mày bị điếc à? À? Không ai quên. Công với cán ấy, sao mày tai mày thính thế? Nhớ bảo bà là ông sang nhà thầy Lý để bàn cái việc mà hội làng. Dạ con nhớ rồi ạ. Rõ chưa? Vâng ạ. Nếu mà mày cảm thấy là chưa nhớ hẳn để ông lại đưa mày vào buồng luôn ông cố. Dạ thôi con nhớ rồi ạ. Vâng. Dạ ông đi cẩn thận ạ. Mà ông ơi, ông đừng có cuốc đất cho nhà người ta nữa nhá. Mình ơi. Mình ơi. Ôi trời ơi. Mình không thương tôi gì cả. Sao? Mình biết đấy. Mấy ngày nay tôi mất ngủ. Vừa mới vào giường đặt lưng được một tí thì mình cứ nhéo ấy. Nhưng mà vui. Đụt uống nước xong Đụt sẽ nói với mình. Sao? Đụt có chuyện gì? Mình ơi, vàng. Vàng? Lại như lần trước ấy, con là phải mắt. Không. Lần này là mắt nhìn thấy vàng chứ không phải là vàng mắt. Vàng thật đấy mình. Ừ. Ở đâu? Ở ruộng nhà mình ý. Ở ruộng nhà mình? Ừ. Ô, này. Thế sao? Mình không bê về đây? Ồ, Đụt không ngu đâu. Bê về đây để dân làng người ta nhìn thấy. Người ta lại xin hết của tôi. Một quan nhà người ta lại bắt tôi lên. Đúng, mình khôn. Đụt không ngu đâu. Ồ, thế nhưng mà mình về đây thì chỗ vàng đấy như nào? Đánh dấu. Đánh dấu. Ôi trời. Mình đánh dấu như nào? Tôi vẽ vòng tròn. Ôi giời ơi.
Mình vẽ vòng tròn, bây giờ ai người ta đi qua đi lại, người ta chỉ cần nhìn thấy cái vòng tròn đấy thôi là người ta biết ngay đấy là điểm đánh dấu. Tôi vẽ không màu cơ mà. Không màu. Không có màu. Không màu như nào? Tôi. Ôi giời ơi. Cứ bảo là không ngu đâu. Thế bây giờ mình vẽ cái kiểu đấy, mình chỉ cần chạy về đây cái là nó khô hết rồi, làm sao mà tìm được đúng điểm? Nó khô thì nó còn mùi của nó chứ. Tôi ăn mặn mà. Đụt không ngu đâu. Thế bây giờ làm gì vậy? Đêm đào lên sâu là thấy. Thế nào sâu không? Rộng thước hai, dài hai thước. Thế thì là đào huyệt à? Nói chung là sâu khoảng 4 thước. Từ giờ đến tối mới đào, thời gian lâu quá. Mình cho tôi vào, tôi nghỉ ngơi để tối tôi lấy sức tôi đào cho nó mạnh. Đi vào đây. Nào. Ôi giời ơi. Đưa cái tay đây. Đau. Ôi trời, đau quá. Ôi trời. Được. Cái tay. Vợ chồng mày cứ đào với nhau ở trong ấy đi. Để ông ra kia ông đào. Ông đào luôn cái huyệt chôn hai vợ chồng mày luôn nhá. Đừng có đùa với ông. Thấp cơ thua chí đàn bà. Nhà có thêm con bò đào giếng. Từ bây giờ không lo là thiếu nước uống. Thì đấy. Ôi. Này. Ồ, dạ. Con đi làm mà về sớm thế? Chưa giặt đâu. Con phải cơm. Ông đã bảo mày rồi nhá, là thuê mày thì không có cơm nước gì cả. Không có ăn à? Ông cho con thêm ngụm nước. Ấy ô. Ông đâu đồng ý đâu mà mày thò tay vào mình lấy nước của ông. Con thêm ngụm. Không có nước nôi gì cả. Cái nước này của ông là nước vàng, nước bạc nhé. Chỉ ông mới được uống. Đến ngay cái con sen đây còn không được uống nữa là mày. Về giếng nhà mà uống. Nhà con không có giếng. Không có giếng thì phải nhịn. Ôi đi còn gì đó. Ôi đi con đi. Không lo thiếu nước uống. Có con bò. Chả thấy chỉ thấy vàng mắt này. Mình lại bị vợ chồng nó lừa rồi. Mình tự đào huyệt chôn mình rồi. Cứ tháo cái này ra xong rồi tôi giặt cho. Tôi lại lắm tối mà. Tôi sẽ đảo vào được tối. Tôi không lắm không à. Thôi. Mình cứ nhột. Tôi giặt cho. Đây. Thôi. Nhưng mà thôi. Chắc. À. Anh chị cho gọi vợ chồng em ạ. À thì
Mồm. Thì cô chú cứ ngồi xuống đi. Ôi dạ. Ờ, bác ơi, thế vợ chồng em ngồi ở đâu ạ? Thôi vợ chồng em đứng cũng được ạ. Thế anh chị cho gọi vợ chồng em có việc gì ạ? À, bây giờ thế này nhá. Dạ. Bố mẹ mất đi ấy, dạ, để lại cho mỗi cái nhà bằng cái mắt mũi ấy, để cô chú ở trong cái góc kia ấy. Nói chung là bất tiện. Dạ. Với lại anh thấy ăn ở nó, anh thấy nó thế nào? Không 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 vấn đề gì đâu ạ. À, thôi anh chị ăn gì, vợ chồng em cũng ăn gì, anh chị cũng không phải áy náy đâu ạ. Áy náy thì chúng tôi không áy náy, nhưng mà ấy, cô chú ở đây cứ thỉnh thoảng lại mất của chứ. Ờ, dạ thế ý bác cả gái là như thế nào ạ? Như thế nào thì cô chú tự hiểu. Có cái bồ thóc trong kia kìa, đầy ú. Có hai vợ chồng tôi ăn sao hết mà càng ngày càng vơi đi. Ờ, bác cả gái nói thế là không được nhá. Vợ chồng em có phải là chuột đâu ạ? Chuột hay không thì cô chú tự biết. Nhưng mà bác, ôi mình, ông em, ông đã nhìn thấy chưa? Đấy, nhảy vào mồm vợ ông, đổ điêu cho vợ ông mà còn ngồi đấy được à? Tóm lại bây giờ thế này nhá. Thế chú có dạy được vợ chú không? Dạ không. Mình nào có nghe anh không nào? Đấy. Dạ cứ để em ạ. Có vợ mà không biết dạy, chú là đàn ông kiểu gì đấy? Chú nhìn anh chú đây này, phải không? Bà nói thì lúc nào mà chả phải. À, bây giờ thế này, anh cũng nói luôn, vợ chồng chú đang trẻ, vậy là mới cưới, cứ ở trong cái góc kia suốt ngày lục đà lục đục, hí hí, hửng hửng với nhau. Anh chị ở ngoài này cũng rất khó chịu, mà nhà thì nó chỉ khuôn viên, nó chỉ có thế này thôi. Nhá. Thì thôi bây giờ anh nói luôn thế này nhá. À, các cụ nhà ta vẫn có câu là quyền huynh thế phụ, bố mất đi thì có anh là cả, anh là trưởng. Thì bắt buộc anh phải ở đây rồi. Chú không thể thay anh mà đứng đây là con thứ mà lên đây để ở đây mà thắp hương cho tổ tiên được, đúng không? Rõ ràng. Thế thì bố để lại cái nhà này với cái mảnh ruộng ở ngoài kia. Cái mảnh ruộng cũng không được nhiều nhưng mà thôi, nhưng mà ở thì thoải mái. Đấy. Còn làm vườn nữa cũng rất là thoải mái nhá. Thế thì theo anh, cô chú dọn tất cả những cái đồ, cái liếp kia ra ngoài ruộng ấy, cô chú quay lên một cái chỗ ở tạm. Một vài năm ăn nên làm ra, thì chú xây xong, chú xây nhà cao cửa rộng không có vấn đề gì. Như thế thì anh em kiến giả nhất phận như thế rồi cho nó lành. Ok, bác cả chứ như thế là không công bằng à? Như thế nào là không công bằng? Cô kia nhá, cô là phận làm dâu, đây là việc của các ông, cứ để đàn ông họ nói, mình cứ biết mà ngồi nghe thôi. Mình nói mình tiếp. Em hiểu. Thì bố mẹ là khuất núi rồi, để lại được cho anh em mình cái nhà này thì em cũng hiểu. Bác là trưởng thì bác phải làm nhiệm vụ là hương hỏa cho tổ tiên đấy. Thì thôi anh chị lớn, anh chị dạy gì vợ chồng em xin nghe theo ạ. Còn cái vấn đề nữa thì bố mẹ có để lại một cái cuốc, thế bây giờ anh chị phải ở đây để hương khói, còn cô chú thì ra cái ruộng đấy ở nhá. Rồi anh tặng luôn cô chú cả cái cuốc đấy. Người ta bảo là cho con ấy thì nên cho cái cần câu chứ không phải cho cái con cá nhá. Con cá ăn xong hết ngay cái cần câu thì hết con cá này thì lại có con cá khác. Cái cuốc như thế này, cô chú ra ngoài kia cứ rồi trồng trọt rồi hoa màu nó tốt tươi rồi cô chú bán đi cho thu hoạch các thứ mà khá giả cô chú hưởng tất. Được chưa? Ok bác. Bác xem bác chia như thế mà được à? Em chả thấy công bằng ở đâu cả. Bây giờ ra cái ruộng khô đấy thì bọn em trồng trọt hoa màu kiểu gì được à? Ai cô kia? Không công bằng à? Thế tôi hỏi cô nhá, ở cái nhà này, ngày lễ ngày mùng 1, rồi hương hoa, là ai? Ai lo? Cô chú tị à? Thế bây giờ cô chú bảo ông bà đẻ trước đi, đẻ trước để mà làm anh mà vào gánh vác đi thì sao nào? Con ngồi đấy, xem em dâu ông đi. Chị nói đúng đấy. Hay là cô chú muốn ở lại đây để hương khói cho tổ tiên, đưa được anh chị ra ngoài cái ruộng ở? Không không không. À? Không không, anh vợ chồng em không dám áo mặc qua đầu như thế đâu ạ. Không, mình để cho tôi nói mình. Bố mẹ mất rồi. Anh là anh cả quyền huynh thế phụ anh ạ. Đúng. Thôi, anh chị dạy sao, vợ chồng em cũng xin nghe theo ạ. Nghe theo đâu? Cô đây còn bảo là ở cái ruộng khô, con muốn ướt thì về xách nước lên mà tưới chứ.
Thế bây giờ cô chú nhất trí chưa? Dạ, chúng em hoàn toàn nhất trí ạ. Ừ, thế thôi bây giờ nhá, cô chú mau mau dọn dẹp hết tất cả, đưa ra ngoài mà làm, dựng tạm cái lều đi, mà ở nhá. Sau này mà làm một vài năm nó khá rồi xây dựng cho nó khang trang lên nhá. Cô chú mà lên được thế thì anh chị cũng mừng nhá. Đây còn mấy cái gốc tre kia cũng mang ra đấy. Đấy, anh cho luôn. Anh chị cho mà mang ra đấy mà đóng cái cọc chung quanh ấy nhá, cho cái nhà nó chắc, không gió bão nó đổ nhá. Thế thì cho em xin ạ. Ừ. Thôi nhanh nhanh lên, dọn thôi, đi. Sớm lên mà đi. Đi. Mẹ đã vui chưa? Vui. Tối người ta thưởng. Thưởng. À. Trăm khúc sông đổ dồn về một bến, anh chẳng yêu nàng, anh chẳng yêu nàng, anh đến mà chi đây, hỡi nàng, nàng ơi, hỡi nàng, nàng ơi, anh chẳng yêu nàng, anh đến mà chi đây. Ngon. Trời ơi, gặp nhau đây, mời nàng chơi chén, chơi nước chơi kèo, chơi nước chơi. Cái gì đấy? Ông sướng nhỉ, giờ này mà còn ngồi uống rượu ngâm thơ hát hò được. Rõ ràng ở cái làng ở cái tổng này chả tôi sướng thì còn ai ở đây này. Ông cứ ngồi đấy mà sướng nhá. Em trai của ông kia kìa, nó sắp vượt mặt ông rồi đấy. Cái gì? Tôi nghe bà đưa nó vào cái gọi là đường cùng rồi thì vượt mặt, vượt thế nào? Trời ơi, thế ông đã biết gì chưa? À, có chuyện gì? Em trai ông ấy, nó vừa có được cái nồi đấy. Tốt quá thế, bà định để cho cô chú ăn gạo sống à? Khổ, nhưng mà cái nồi ấy là cái nồi để ra vàng đấy. Cái gì? Cái nồi mà cô chú ấy có ấy là cái nồi để ra vàng, ông biết chưa? Nồi để ra vàng? Ừ. Khổ. Này, nghe thấy nó cứ lạ lạ, sai sai thế nào nhỉ? Đầu là tôi cũng nghi nghi đấy, nhưng mà không sai được. Cái con mụ hàng xóm ấy, nó bảo rằng là chiều nay nó ra đồng. Nó nhìn thấy cô chú ấy đang đào bới, xong rồi thấy rõ là cái nồi đấy, cái nồi ở bên trong bao nhiêu là vàng luôn. Mà tôi thấy cũng lạ. Ông xem, tổ tiên nhà mình các cụ ngày xưa đến giờ chắc chắn là không thể để cho vợ chồng mình mỗi cái nhà này được. Ở đất nhà mình thì chắc chắn là vàng viết đấy là của nhà mình hết. Thế mà cô chú ấy có không biết được mà mang sang đây chia cho anh chị để một mình hưởng. Ông xem thế có chấp nhận được không? Tôi là tôi bực lắm đấy. Tôi thấy bà nói cũng có một phần có lý đấy. Rõ ràng là tổ tiên nhà mình ngày xưa được nghe mọi người đồn là rất giàu có. Địa chủ ấy chứ. Đấy. Nhưng chả nhẽ vô lý thế nào mà để cho con cháu được cứ mỗi cái nhà không, cái quốc nghe nó lạ. Nhưng mà cái nồi cô chú chắc là đào đất để làm nhà ấy, chắc là họ đào được cái nồi à? Khổ. Mà có đúng cái nồi ở đất nhà mình không? Khi không ở đất nhà mình thì đất nhà ai? Thế con mụ hàng xóm đi kìa, mụ nói rất rõ là chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, làm sao mà sai được. Tôi là tôi không cần biết đâu. Ông mà không lấy được cái nồi để ra vàng này thì ông đừng có mà ăn nữa. Đứng lên, đứng lên, nghĩ cách cho tôi nhanh. Không bình tĩnh để tôi có nghĩ. Sốt cả ruột. Nồi để ra vàng trong đất nhà mình, có nghĩa là các cụ nhà mình để lại. Thế mà thế nào mà bố mẹ mình trước khi đi chả nói gì với mình?
Rõ là quyền huynh thế phụ đây. Bố mẹ mất, anh trưởng thay mặt bố mà sao bố chả nói gì nhỉ? Chứ còn sao nữa, có khi các cụ đi vội quá không kịp nói đấy. Tôi có cách rồi. Cách gì? Tôi đã có cách lấy được cái đồi đẻ ra vàng ấy về cho vợ chồng mình rồi. Chú hai đâu rồi? Mình, ai gọi mình kìa? Nhanh. Chú ra đây. Vô lo vô nghĩ. Chú ra đây. Dạ, có việc gì thế? Sướng nhỉ? Tủ đến nơi rồi mà vẫn còn ôm nhau nằm ngủ cái này à? Tủ gì ạ? Có chuyện gì ạ? À, không biết chuyện gì à? Không ạ. Bây giờ anh hỏi chú nhá, có đúng là chú đào được cái nồi mà nó đẻ ra vàng đúng không? Em đi làm đồng, đây em cuốc ở ruộng nhà mình ấy, ừ. Thì cuốc gần đến bờ, tự nhiên cốc một cái, dạ, em đào sâu xuống thì thấy một hũ ở dưới đáy, cái hũ nó ghi câu thần chú, nồi ơi mở ra. Thế là khi đọc cái câu nồi ơi mở ra này, ở cái nồi nó cứ đùn vàng lên. Ừ. Đúng là nồi vàng ạ. Nó lạ như thế mà chú nghĩ là bình thường à? Cái nồi ấy chú biết không, nó là của vua đấy. Sao? Vua là bị mất trộm. Chính vì thế mà các quan bây giờ cho lính đổ đi khắp nơi để tìm. Này, may mà chưa đến đây nhé, bắt được chú thì có một tủ, có một không. Nồi của vua ạ. Chứ còn gì nữa? Thế bây giờ em làm thế nào? Làm thế nào? Anh em ở chú, đáng lý chú đào được chú phải sang chú nói chuyện với anh chứ. Ít ra cũng là đất nhà mình. Đấy là chưa kể đến vấn đề mà để anh còn giúp chú. Cái lúc này là cái lúc mới cần thiết cái tình anh em này, máu mủ này. Ừ. Bây giờ thế này, chú mang cái nồi ra đây nhá. Để anh mang đi trên quan, anh nói với quan là thế này, vì đào được cái nồi đẻ ra vàng này nhưng mà sợ người ta lấy trộm mất, bắt buộc phải mang về nhà, bây giờ mới có điều kiện để mang đi để trình báo quan. Nói như thế có ổn không ạ? Quan phải tin anh, có gì mà không ổn. Vợ chồng bác giúp em, đi lấy cái nồi ra nhá. Nhanh đi. Đây khổ quá. Tôi mang về đây mà. Này, tôi nhá, tôi không nghĩ ra kế. Tôi không biết được thì tôi chỉ cho ông về mà lấy à? Ừ, nhưng mà người nghĩ ra mưu hèn kế bẩn vẫn là tôi. Cũng đúng nhỉ. Nhà hoa anh em. Thằng em thì chất phát thật thà. Thằng anh thì mưu mô xảo quyệt. Hả? Này. Khai này chơi đấy. À, thì tôi bảo ông mưu mô xảo quyệt nhưng mà giỏi, tôi được nhờ. Chuyện không mưu mô xảo quyệt thì lấy đâu ra được ăn trắng mặc trơn thế này. Thôi thế này nhá, thuận vợ thuận chồng thì tát biển đông nó cũng cạn. Ừ. Tốt nhất là cả hai vợ chồng mình cùng cảm nhận cái sự sung sướng ấy. Cùng vào lấy vàng, thò tay vào lấy vàng. Từ từ, ông để tôi. Nào, rút đi ông. Ôi trời. Ấy. À khoan đã. Sao lại khoan? Tôi nhớ ra rồi, chú ấy dặn là trước khi mà thò tay vào lấy vàng là phải nhắm mắt lại. Nhắm và mắt đọc à? Câu thần chú. Thần chú như nào? Nồi ơi mở ra cho ta vàng. Cho ta vàng. Nhập lại đi. Nồi ơi mở ra cho ta vàng. Nhắm mắt lại. Bà đưa cái tay đây. Tay kia nữa đây. Để đặt để giữ cái nắp nồi đấy. Tay này thò vào khe này đi. Tôi ông nhá. Nhớ lời chưa? Rồi. Nào, 1, 2, 3. Nồi ơi mở ra cho ta vàng.
càng đen tối quá. Đấy, mình thấy chưa? Trên đời này làm gì có cái nồi nào đẻ ra vàng đâu. Chỉ là vợ chồng bác cả tham lam quá thôi. Vì tham lam mà làm mờ con mắt. Và cũng chỉ vì ham của cải vật chất mà sẵn sàng chà đạp lên tình cảm gia đình, tình cảm anh em đấy mình ạ. Ôi trời ơi, ôi trời, sư bố mày, sư bố mày, ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, sư bố mày. Làm sao đây? Kinh quá. Có chuyện gì thế hả mày? Làm sao thế? Hả? Không biết nó đâu. Con rắn, con rắn. Giời ạ. Con rắn thì làm sao mà phải sợ? Nó chờ chẽn thế chứ, nên nó cứ chui vào đây buồn. Đàn ông đàn an con người. Sợ con rắn, rõ là chán. Nó bẩn lắm, kinh lắm. Chẳng phải rũ ra. Giờ nó chui để cho nó sống ở trong này à? Cho sống cùng mình được. Nói thế mà cũng nói được à? Mình không thấy xấu hổ à? Tôi không hiểu là bây giờ ở nhà này tôi là chồng hay mình là chồng nữa. Tôi là chồng đây. Chồng đây. Mình vợ đây. Cô giá giá là người chồng không? Sao có mà được cái tích sự gì đâu. Thế thì còn mần ăn gì? Sao không mần ăn gì? Tôi mà... tôi làm suốt đây. Làm cái gì? Thêu thùa, may vá, rửa dao, giặt quần áo, nấu cơm đây. Trời ơi. Sao mà cứ trời ơi. Đấy không phải là việc của đàn ông. Đấy là việc của chị em phụ nữ. Sao? Đàn ông người ta làm việc khác. Sao lại cứ phân biệt thế nhỉ? Đàn ông hay đàn bà, việc gì cũng nên làm. Cứ sợ, sợ thiên hạ người ta nhìn. Làm sao mà phải phân biệt ra đàn ông với đàn bà? Việc gì làm được là làm. Không phải nghĩ, tôi không nghĩ bao giờ cả. Thế làm cái gì? Mình làm cái gì cho tôi nào? Vừa nói đấy thôi. Thế... tôi đã bảo đấy không phải là việc của đàn ông cơ mà. Mình không xấu hổ, nhưng mà tôi xấu hổ lắm. Đấy, hôm qua mày nhớ không? Lúc hai vợ chồng đi ở đầu làng đấy, có mấy thằng trai làng bên nó trêu ghẹo tôi. Thế mà mình nhìn, xong rồi mình chả có thái độ gì cả. Mình cứ để nó trêu tôi như thế, thì tôi còn nhờ cậy được gì mình nữa. Nhiều lúc tôi cũng chán tôi lắm, tôi cũng chả hiểu sao. Tôi gặp mấy cái thằng cao to đấy mà tim tôi cứ loạn nhịp lên. Tôi chả hiểu, cao to đen hôi. Thịt 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 tim sợ. Thôi á, tôi đúng là số khổ mà. Tôi chả hiểu làm sao ngày xưa tôi lấy mình ý. Thế này thì sau này tôi còn nhờ cậy để gì mình nữa. Khóc thì bây giờ phải làm thế nào? Thế mình phải thay đổi đi. Mình phải mạnh mẽ lên chứ còn làm thế nào. Thay đổi thế nào được chứ, ai chẳng muốn thay đổi, ai chẳng muốn tiến lên. Phải nói cho người ta mới biết chứ, cứ khóc thì giải quyết cái vấn đề gì. Bây giờ mình phải nghe tôi nhá. Mình phải thay đổi đi. Thay đổi cái dáng ngồi đầu tiên đây này. Ôi dồi ôi, mà cứ vắt như thế này, vắt nữa thì nó cũng vẫn như thế rồi. Phải mạnh mẽ lên chứ. Thế bây giờ thế nào? Nhìn tôi làm mẫu một lần, xong rồi mình làm theo, nhớ chưa? Làm đi. Ôi trời ơi, thế này đàn bà con gái này cứ banh ra thế à? Thế thì mình làm đi, mạnh mẽ lên. Cái gì đầu tiên là dậm chân à? Dậm mạnh chân xuống cho tôi. Đấy, thẳng người lên. Cong người lên. Rồi, vắt chân lên. Ôi, rồi ôi, không mạnh mẽ lên hơn được à? Mạnh mẽ lên. Ôi, rồi ôi. Cơm khổ đi, lên đây mà làm sao có cầm làm cái gì? Ui, đau thế. Cái bảo cái ai cau thế? Mặt ai cau? Không, bảo là đau thế á. Mạnh mẽ lên. Mình. Làm sao? Tiến lên chứ làm sao mà phải lùi. Cụp cái mắt xuống. Chị Minh. Cụp. Mình. Làm sao đấy? Anh ấy bảo là cụp mắt xuống. Làm sao mà phải nghe? Thì cứng lắm. Kệ. Cái gì cứng? Rắn lắm, vừa va vào rắn lắm. Cái gì rắn? Đau. Thì vai chứ có cái gì đâu mà. Nào. Mạnh mẽ lên. Việc gì phải sợ. Mạnh mẽ lên. Hay về đi. Về cái gì mà về. Về thì làm sao mà bảo vệ được tôi. Đúng này, giải quyết. Thôi. Không.
Thôi cho người ta đi về đi. Kìa, hôm qua tôi nói với mình như thế nào? Mạnh mẽ lên cơ mà. Mạnh mẽ lên. Nào, ôi, cái gì? Làm sao? Ừ. Này, cụp cái mắt xuống. Ai nói lại à? Làm sao? Có thích dương mắt hay không? Đây, làm sao? Dương mắt lên này. Được chưa? Đánh người rồi. Vừa đấm được rồi đấy. Ôi, máu. Máu của cái thằng này. Máu của thằng này. Anh thật à? Đấm một phát đấy. Mạnh nhờ. Nó đau. Mạnh nhờ. Nó chảy máu ra rồi cái kia. Đấm phát nữa đi. Biết chưa? Đấy chưa? Đốt nó chạy rồi. Mình thấy mình mạnh mẽ chưa? Nó chạy rồi. Kệ nó. Mạnh. Thích không? Mạnh mẽ thích. Thế thì miễn là đàn ông thì mới bảo vệ được tôi. Ừ. Này, lần sau cứ thế nhá. Nhân nhất vợ, nhìn nhà phụ, ba... Đây. Đúng rồi, chỉ biết có thế thôi. Thôi, bây giờ đi về đi. Mạnh mẽ lên. Ăn đi. Đi đằng này. Có thế chứ. Thế chưa về à? Cô cũng buồn cười. Cô quả đấm hơi thật đấy. Không đấm thật thì làm sao mà chảy máu ra được? Ai, mà trong cái thỏa thuận ấy, làm gì có đấm vào mặt, chỉ có đấm vào vai thôi. Nhé. Này thì đấm, được chưa? Mặt mày. Được chưa? Bố tham nó vừa thôi. Cầm tiền nhỉ nhá, thì nhớ nhá. Chuyện này không được hé răng ra nói với bất cứ ai, nhớ chưa? Hé ra nói nửa lời thôi nhá. Thì đừng có trách. Biết rồi. Đi về đi, nhanh lên. Này, dạy chồng tốt hết. Đấy thầy ơi, bây giờ thầy cứ yên tâm thầy ạ. Nhà con khác xưa rồi, bây giờ lợi hại hơn nhiều. Vừa mạnh này, vừa khỏe này, nói hết ra lửa thầy ạ. Thế thầy cũng yên tâm rồi. Dạ. Chứ hồi mới gặp, thầy nhìn nó éo lả này, nói éo. Rồi nhìn nó lại gạo lắm con ạ. Lại là lại thế nào hả thầy? Bây giờ thầy yên tâm rồi đúng không ạ? Mày láo, mày láo à, mày láo à. Anh nghe như tiếng nhỏ con ạ. Ôi giời, sao mày nhìn thấy tao? Thầy, mày kiêng cái mặt tao ra nhá. Mày biết tao chưa? Thầy ơi, thầy ơi, thầy thấy nhà con được không? Ừ, nhìn nữa, tò vầm thế chứ lì. Dạ. Bây giờ thầy cứ yên tâm, nhà con à, sẽ bảo vệ được con thầy à. Ừ, thế thầy yên tâm lắm rồi. Này, vừa rồi là có cái gì mà nghe ý ới loạn xạ, ái oai oái ngoài kia? Có cái thằng danh con nó lại láo, nó lại gọi nhạc phụ bằng thằng. Con đấm tí mắt luôn rồi. Đấm là phải. Nó dám gọi tôi là thằng á? Nó gọi nhạc phụ bằng thằng. Ôi, trời láo quá. Nó hỏi con là thằng bố mày, thằng bố vợ mày có ở nhà không? Ôi thầy ơi, thế thằng nào mà láo thế ạ? Nó đấm rồi. Ôi giời mày. Nó đấm tí mắt nó. Đúng, rồi. Đúng rồi. Những cái thằng láo như thế cần phải đấm vỡ mặt nó ra. Dạ, đây, đúng ạ. Con gái ạ. Dạ. Đây, nhìn cái dáng vóc như này là thầy yên tâm rồi. Vâng. Có thể là giao tất cả của cải cho vợ chồng. Bây con giờ con đợi ông thầy ạ. Thế nào, bây giờ thầy với lại con chúng ta cùng ra để xem mặt cái thằng nào nó dám láo với mình. Thầy đi với con, ra đây con giữ tay chân nó. Cho thầy đấm thẳng vào mồm, vào mặt nó. Đúng rồi, phải dạy cho nó bài học. Ê. Đi. Chúng mày, à, nói đây không? Chúng mày không phải ra để tao tự vào cho nó đánh. Mày chủ thế với ai? Thôi, đây là ông trẻ nhà mình đấy. Ông trẻ, thằng bất dạy. Mày, cả mày, cả
mày, tao sẽ khai trừ chúng mày ra khỏi họ. Ông trẻ, cháu không biết, cháu không biết ạ. Tao đi. Ông trẻ ơi. Ông trẻ ơi, ông trẻ ơi. Ông trẻ ơi. Ông trẻ ơi, cháu không biết. Trẻ ơi. Tất cả là tại mình ý. Sao cứ bảo người ta phải mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên.